Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đánh bại phe công an, quân đội tăng ảnh hưởng lên thượng tầng chính trị Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn duy trì vai trò trọng yếu của quân đội. Tuy nhiên, vai trò của quân đội có lúc rõ mạnh, có lúc giảm bớt qua từng thời kỳ, là nhận định của chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á ở Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp. Trong bài nghiên cứu gần đây của ông có tên Tầm ảnh hưởng của quân đội lại tăng lên ở Việt Nam sau đại hội đảng lần thứ 13. Trả lời phỏng vấn của đài FA, trước hết, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích vị thế quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2001 cho đến đại hội đảng lần thứ 13 vào năm 2021. Ông nói, thực tế quân đội nhân dân đã đóng một vai trò quan trọng trong môi trường chính trị của Việt Nam, không những hiện tại mà từ trước tới nay kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền. Đây là hình ảnh các tướng quân đội tham gia họp đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lịch sử, từ năm 1945 và qua các kỳ đại hội khác nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại diện của quân đội thường có một số ghế nhất định được dành sẵn trong Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như trong Bộ Chính trị. Số đại biểu này thường là con số lớn hơn trong giai đoạn chiến tranh hoặc trong giai đoạn căng thẳng an ninh quốc gia. Ví dụ vào những năm 1980 chẳng hạn, nếu nhìn vào số ủy viên Bộ Chính trị hay ủy viên Trung ương Đảng trước đây, thì chúng ta thấy trước năm 2001, tức là trước đại hội lần thứ 9, thông thường là ít nhất 2 đại biểu quân đội trong Bộ Chính trị. Nhưng có lẽ do sự thay đổi của tình hình sau khi Việt Nam rút khỏi Campuchia, rồi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, rồi tiến hành tập trung đổi mới thời kỳ năm 1986 đến nay, thì vấn đề an ninh quốc gia hay quốc phòng đã giảm bớt. Chính vì vậy, tiếng nói cũng như mức độ đại diện của bên quân đội trong thượng tầng cấu trúc chính trị Việt Nam cũng có sự giảm sút theo. Từ năm 2001 đến nay, thường chỉ có một đại diện quân đội được bầu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này được duy trì mãi cho tới đại hội lần thứ 13 vừa rồi. Câu hỏi đặt ra với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp là phải chăng ông muốn nói tới sự thay đổi sau đại hội lần thứ 13 khi Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị kiêm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường có nền tảng Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị cũng được bầu vào Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp chia sẻ như sau. Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường là dấu hiệu cho thấy có sự tái gia tăng ảnh hưởng của quân đội trong thượng tầng cấu trúc chính trị của Việt Nam. Đây là hình ảnh tướng Phan Văn Giang kiểm tra đội danh dự trước chuyến thăm của Thủ tướng Nepal tại Hà Nội hôm 11 tháng 5 năm 2019. Theo tôi thì có hai lý do cơ bản. Thứ nhất là căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng thời gian qua, đặc biệt trong 10 năm gần đây đã giúp làm gia tăng vai trò và tiếng nói của quân đội. Chúng ta đều biết bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc gia là một trong những vấn đề nòng cốt trong chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi khi đất nước đối diện với các thách thức về quốc phòng và về an ninh, hiện tại khi mà mối đe dọa từ Trung Quốc gia tăng, thì tiếng nói và vai trò của quân đội sẽ gia tăng. Thứ hai, trong thời gian qua thì quân đội cũng có những sự đóng góp ngày càng tăng vào việc phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua các khu vực kinh tế quốc phòng và vùng biên giới xa xôi. Tiếp theo là thông qua các doanh nghiệp nhà nước do quân đội điều hành. Đặc biệt ở đây là muốn nhấn mạnh vai trò của Viettel, một tập đoàn lớn có sự đóng góp quan trọng cho phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao. Báo chí cũng thường nhắc tới vai trò của Viettel là người đi đầu trong phát triển năng lực 5G chẳng hạn. Đây là hai yếu tố có thể giúp cho vai trò của quân đội lên tới đỉnh điểm trong đại hội lần thứ 13, khi mà không chỉ có hai tướng được bầu vào Bộ Chính trị lần đầu tiên trong 20 năm qua, mà đại diện của quân đội trong Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 20 người ở đại hội lần thứ 12 đã tăng lên thành 23 người tại đại hội lần thứ 13 lần này. Và phân tích tiếp theo về điều đã nói trong bài nghiên cứu, và khi Hà Nội tỏ dấu hiệu quan ngại về tình hình Biển Đông và an ninh nói chung, thì với tỷ lệ 12,8% là khối đại biểu lớn nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, quân đội Việt Nam sẽ củng cố vai trò và tiếng nói ít nhất trong 5 năm tới như thế nào? Đây là điều được đặt ra. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho biết, ở đây có hai xu hướng. Một mặt thì khi mà tiếng nói của quân đội lớn hơn, mạnh hơn trong các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam là Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng thì có thể có xu hướng ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn hơn về mặt chính sách ứng phó với Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Mặt khác có thể do bản chất của quân đội là trực tiếp tham gia việc chống lại các mối đe dọa trên thực địa, nên họ có thể làm mọi cách để làm sao có thể ngăn ngừa xung đột xảy ra. Tại vì bản thân quân đội trong quá trình lịch sử từng đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc chiến tranh trước đây
và cũng đã chịu rất nhiều tổn thất. Thêm vào đó, hiện nay Việt Nam đang ưu tiên duy trì hòa bình và ổn định để phục vụ cho phát triển trong nước. Điều này sẽ dẫn tới xu hướng là phía quân đội có thể ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn về mặt chính sách, nhưng trên thực địa thì lại mềm dẻo, kiên trì, kiềm chế để làm sao có thể ngăn ngừa căng thẳng hay khủng hoảng leo thang trở thành xung đột hoặc chiến tranh. Và điều này cũng dẫn tới chỉ trích từ một số nhà quan sát. Tuy nhiên, theo ý kiến, trong bối cảnh hiện nay thì có thể hiểu được cách tiếp cận như vậy. Trong thời gian tới, như vừa nói, cách tiếp cận như vậy có thể tiếp tục được duy trì. Chính vì vậy mà sự mâu thuẫn nhất định trong quan điểm cũng như cách tiếp cận đối với vấn đề Biển Đông của Việt Nam nói chung cũng như về phía quân đội nói riêng. Đây là hình ảnh ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu sách trắng quốc phòng của Việt Nam. Từ điều này vừa trình bày thì có thêm ý kiến khi nâng tầm mức ảnh hưởng của quân đội lên trong Bộ Chính trị cũng như Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam có gây ra trở ngại trong công cuộc cải tổ chính trị hay tiến trình đổi mới kinh tế mà Việt Nam vẫn nhắm tới hay không. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp trả lời, từ năm 1986 cho đến nay thì chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là ưu tiên đổi mới kinh tế theo hướng thị trường. Còn đổi mới chính trị thì rất dè dặt theo xu hướng không phải để thúc đẩy tự do hóa hay dân chủ hóa mà để nâng cao hiệu quả của bộ máy chính trị. Với sự gia tăng ảnh hưởng của quân đội thì nghĩ cách thức đấy có thể được duy trì trong thời gian tới. Bên cạnh đó cũng như đề cập do nhận thức về an ninh đề cao cũng có thể có xu hướng là một số chính sách kinh tế sẽ được thay đổi theo hướng an ninh hóa. Có nghĩa rằng do những lo ngại về an ninh, họ có thể đưa vào một số quy định để mà điều chỉnh các hoạt động kinh tế theo hướng đảm bảo an ninh quốc phòng. Về mặt tổng thể thì điều này có vẻ như là hợp lý trong bối cảnh bên ngoài có thể lợi dụng hoạt động kinh tế để thách thức hay phá hoại an ninh và chủ quyền quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào mặt an ninh trong khi các mối đe dọa thực tế khác không lớn như người ta nghĩ, thì có thể dẫn đến tình trạng là các tư duy an ninh sẽ chèn ép, hạn chế và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam về lâu về dài. Cũng có những thống kê, trong luật đầu tư năm 2020 thì cụm từ quốc phòng đã được nhắc tới 12 lần, tức là gấp đôi so với luật đầu tư vào năm 2014. Có phản ứng của tư duy an ninh hóa ngày càng tăng. Trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là các dự án có đầu tư nước ngoài hay việc mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài, luật quy định hoạt động ấy không phương hại đến an ninh quốc gia, quốc phòng, cần được xem xét thông qua bởi bên quân đội cũng như bên an ninh. Đây là hình ảnh Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bị phạt 4 năm tù vì tham nhũng đất đai. Quy định này cũng theo được giải nghĩa có một số phản ánh, phàn nàn của một số nhà đầu tư vì quá trình xin phép của họ đã bị trở ngại, bị ách tắc, gây trở ngại cho hoạt động đầu tư và hoạt động phát triển kinh tế của Việt Nam. Việt Nam liệu có thể khắc phục được những trở ngại vừa nêu và có thể tránh được gây ra tranh chấp hay không? Đây là điều cũng được đặt ra. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp tiếp lời, để mà khắc phục được thì Việt Nam cần phải nhanh chóng ban hành các nghị định, các thông tư hướng dẫn giúp định thế nào là các dự án kinh tế có ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng, khu vực đất đai nào cần phải xem xét, cần phải được sự phê chuẩn từ Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an chẳng hạn. Làm sao mà đơn giản hóa, minh bạch hóa để quá trình cấp phép nhanh chóng và thuận lợi hơn. Còn nếu mà vẫn có sự mù mờ của các địa phương không biết cách thế nào để mà phân biệt các loại dự án, thì sự trì trệ về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, làm chậm tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Đấy là những tác động tương đối theo hướng không được tích cực trong vấn đề có sự gia tăng ảnh hưởng của quân đội, cũng như cái tư duy an ninh ngày càng chiếm ưu thế hơn tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021 với bản tin đánh bật phe công an, quân đội tăng ảnh hưởng lên thượng tầng chính trị Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.